giới thiệu các bạn một cặp loa đến từ Tân Hoa, một cái giá rất là đặc biệt luôn. Trước hai cặp mình bán cặp rồi, còn một cặp này MX2 Light Marble là cái model của nó, bát 16.5, một bát một trép. Đây là cái A-can của nó nha. Cái cặp MX2 Light Marble này thì rất là đẹp. Ở phía sau thùng thì có một bên nó cấn một xíu ở đây, rất là rõ ràng nha. Mình quay thì rất là rõ để không các bạn nào về nói là không có quay chỗ xấu, chỉ quay chỗ đẹp. Màng của dòng này là nó có những cái giống như chấm chấm này, là cái màng này là riêng của nó vậy nha. Light Marble là màu vàng của nấm nên nó cái tên của nó là vậy rồi. Chắc là cái màng này nó làm theo cái tên của nó vậy đó. Trép đôm lụa. Loa này thì không phải là nhỏ cũng không phải là lớn, mà nó là bút xe tầm thiết kế tầm vừa, chiều ngang 18,5. Cao là 20, cao là 33. Sau là 24,5. Dòng này thì được sản xuất tại Taiwan. Lỗ thông hơi nằm ở phía sau, chơi được bi quay nè nha. Một cái giá rất là hợp lý, chỉ có 3.400.000. Cặp Tanoi MX2 Light Marble này, thì bạn nào có nhu cầu hãy sớm gọi điện cho mình theo số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất đến từ cái Nguyên Hồn Audio. Và mình vẫn luôn bán USB ổ cứng, chip sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128GB, 800.000, ổ cứng là 1.000GB, giá là 2 triệu đồng. Loa rất là đẹp nha. Màu này thì chúng ta trưng bày nghe rất là nhìn rất là sang luôn. I was walking the highway, trying not to fall. Just another way of getting through, anyone would do, but it was you. And you were just another sideshow, and I was trying not to fall. Oh, but you were tender as soft as summer wind. Someone to remember when the cold closes in. You were color to the moon, you were flowers come to bloom with a sweet perfume. And you were tender as soft summer wind. I've seen the dark side when I'm trying to find the light. Seen the shadows fade away on the wrong side of night.
when I'm looking for you, I see blue. Too long on the dark side, trying to find the light. I was trying not to fall, trying not to fall.